khi cảm nhận thì mình thấy cái xe mới này nó có nhiều chế độ lái rồi này thì nó ok hơn chiếc cũ, là hệ thống keo rồi nó vẫn chắc hơn, ngồi không bị chồng chành. Đánh vào là cái cảm nhận lái và cái chế độ an toàn của cái xe đó, thì mình cảm nhận chiếc Mazda 9-5 mới này ở cái mức giá là phù hợp với mình. CX-5 là một chiếc xe gầm cao, có khả năng vận hành như mình đã lái thử thì tương đối là mạnh trong cái phân khúc động cơ có 200 và vận hành khá là thể thao. Ấn tượng của em là khi mà mình đổ vận tốc bo cua thì mình không có bị lắc lư hay là mình di chuyển nhiều như những dòng xe khác, những dòng xe khác.